Đại nhân đã thua hết rồi, tiếp tục thua nữa hả? Đến quần nó cũng chẳng còn màu bạc đâu. Chẳng phải vẫn còn quần sao? Đại nhân, có làm dáng nữa không? Lệnh Mai Hoa Giám Trúc tam thập lục điểm mở. Wow, Sông Thiên Chí Tôn lần này thắng to. Đại nhân, sao tự dưng va vào bàn vậy? Bạn ôm đầu đứng dậy, chỉ thấy xung quanh rất nhiều người đang nhìn mình. Đã tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi là tốt. Anh em đâu? Lên túc quần của hắn. Đa Long và đám hộ vệ cười lớn rồi xông lên túc quần của bạn. Sau đó kéo bạn ra phố diễu hành, làm cho mấy tỳ nữ không may nhìn thấy đỏ mặt thẹn thùng. Bỗng có tiếng gọi lớn. Đa Long cười gian xảo, sau đó kêu mọi người đặt bạn xuống rồi đi mất. Bạn ngượng ngùng kéo kéo áo. Cô nương đó khẽ cười, nhưng mặt có chút biến sắc. Tướng công, thiếp có chuyện cần nói, chàng qua đây. Nàng bước vào một từ đường, sau đó quỳ xuống bồ đàn. Con dâu bất hiếu, xin thỉnh tội với phụ mẫu. Tướng công hôm nay nhậm chức, nhưng con lại để tướng công đánh bạc trong phủ, ảnh hưởng công phủ. Bạn hiểu người cô ấy đang nói đến không phải là mình, nhưng bạn đã xuyên không và dùng cơ thể tướng công của nàng ấy, nên tướng công, chàng hãy ký vào đây. Kết duyên ba kiếp, kiếp này mới có thể làm vợ chồng. Nhưng nếu duyên không hợp thì... Vì vậy ta, đây là một đơn ly hôn. Tướng công, phụ thân trước khi lâm chung, nhưng nay Song Di thật sự bất lực, hãy ký vào đơn này. Từ đây hai ta đoạn tuyệt. Nàng nước mắt lã chả ướt bờ mi. Bạn có chút mềm lòng. Bạn cầm tay cô ấy lên, sau đó dùng tay lau nước mắt trên mặt cô ấy. Cô ấy gạt nước mắt, khẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy bạn. Bạn bước ra khỏi từ đường. Tiểu Quế Tử vẻ mặt căng thẳng đứng đợi ở cửa. Thấy bạn bước ra, vội vàng lên đón. Đại nhân, Song Nhi không tức giận chứ? Tiểu nhân đương nhiên biết. Đại nhân định đi làm việc sao? Tiểu Quyết.
Đại nhân, mọi việc trong phủ cứ giao cho tại hạ. Đại nhân, mọi việc trong phủ cứ giao cho tại hạ.